hôm nay tôi sẽ quay hành trình tôi đi vé. Đây là sơn, đồ nghề của tôi. Và cái đằng sau đây là ba lô. Mọi người cũng theo dõi nhá. Wow. Chúng tôi bắt đầu làm việc đây mọi người ơi. Thế đây đi nếu đồ nhựa không được, lấy đồ sành cũng có đồ sành luôn. Sáu giờ tối rồi. Cảm ơn cháu hôm nay đã đến vẽ cho gia đình cô hai bức tranh, cô rất là ưng ý, đẹp lắm. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cũng dạ. Đã tìm từ lâu mà nay mới gặp được các cháu. Dạ. Nghệ nhân của xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Chùa. Nghệ nhân của vẽ tranh của tỉnh Gia Lai đấy. Cái này do ban đêm á, máy ảnh quay không được sắc nét như ban ngày nhá. Có một ngày thôi. Dạ. Mà hoàn thành cả hai bức tranh to như này. Hai bức tranh to. Dạ. Thì
Đây phải hỗ trợ đèn led mới quay được như thế này. Đấy. Và cảm ơn hai cô chú nhá. Đã ủng hộ cháu. Cái này ban ngày nhìn hơi bị đẹp đấy. Hơi bị đẹp đấy. Hello, xin chào. Dạ. Hai con chan đẹp ơi là đẹp luôn. Dạ. Không ngờ mà bàn tay con người mà lại làm nên bức tranh đẹp như vậy. Dạ dạ. Làm như của mãnh. Ủa cái gì nó mới nổi. Là có thằng em đây hỗ trợ bên sơn lót đồ các kiểu. Thành phần gọi là hỗ trợ. học trò mới vào nghề được 3 năm. Do đi cào mũ nhiều quá, vẽ nó hơi chậm tí thôi. Đó, cái này ban ngày thì thôi chứ. Màu sắc. Do là làm nhiệt tình, làm đến tận tối muộn nhưng mà ánh sáng nó không được sáng. Dạ. Ok. Đây này, do bàn chính tay của mọi người quay. Là lên này. Không phải là do máy in đâu đi đâu. Trong một ngày mà hai bạn ấy hoàn thành may đấy. Đẹp như ý vậy. Nhưng mà phải mình phải làm thành cái khung như thế này thì nó mới đẹp. Chứ còn để người ta vẽ một cái bức tường trơn người ta làm khung thì cũng được thôi, nhưng nó không sâu bằng trong cái khung của mình, nó có cái lẹp nó mới sâu. Nó nhà rất to. Đó đó đúng rồi Vân đó. Gì thôi. Rất chi là đẹp. Tường đây là tường không chít nhá. Bảo quản hơi bị ngon đấy. Ăn xong đấy là quay luôn. Dạ. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe nha. Càng ngày càng tay nghề, càng ngày càng nâng cao nhá. Ồ, nhiều quá mấy người ơi. Nhiều quá, cầm đúng tay, cầm sức hôm nay. Một ngày đấy, một ngày hai bạn mới làm hai bức tranh này. Wow. Xin chào tạm biệt nhá. Phải đi nói. Này công của em này. Đây này. Thôi đi về thôi. Chúc các bạn sức khỏe nhá. Hôm nay em đi phụ sơn. Quên không? Có chứ. Bây giờ đi về rồi. Đây anh cho em ít đồng. Cảm ơn anh nhiều nhá. Đồ nó đi phụ 400.000. 400.000 luôn. Đấy, cô rất xinh đẹp nhá, dễ thương.